quý vị, quay trở lại bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un ăn tối sau khi ca ngợi nhau trong lần gặp thứ hai tại Hà Nội. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chiều ngày hôm qua đã gặp mặt lần đầu tiên ở Hà Nội và cùng các cố vấn dùng bữa tối tại khách sạn Metropole, mở đầu cho các hoạt động cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo của hai nước. Tháp tùng Tổng thống Trump tới sự kiện là Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Michael Mulvaney và Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong khi các cố vấn cấp cao đi theo Chủ tịch Kim là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-choi và Ngoại trưởng Ri Yong-ho. Ngay trước bữa tối, Tổng thống Trump đăng trên Twitter chỉ trích những thông tin sai về chiến lược đàm phán của ông với Triều Tiên, khẳng định ông và Chủ tịch Kim nỗ lực hết mình để tìm ra giải pháp cho vấn đề phi hạt nhân và sau đó đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế. Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Nam Hàn sẽ giúp ích cho việc này. Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tiến vào khách sạn Metropole lúc 4 giờ 3 phút chiều. Hai người đã nhìn thẳng vào nhau, bắt tay, tươi cười, chụp ảnh kỷ niệm. Tổng thống Donald Trump tỏ ra chủ động và thân thiện khi là người mở lời trước, liên tục vỗ vào cánh tay và đặt tay ở lưng ông Kim khi chụp ảnh. Lãnh đạo Triều Tiên thì ban đầu dường như hơi căng thẳng nhưng sau đó đã tươi cười đáp lại Tổng thống Hoa Kỳ. Hạ viện thông qua nghị quyết chặn Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn trương. Các nhà lập pháp dân chủ đang kiểm soát Hạ viện Mỹ vào hôm thứ Ba 26 tháng 2, làm lơ đe dọa phủ quyết của Tổng thống Trump thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn trương quốc gia để lấy tiền xây tường tại biên giới Mỹ-Mexico. Phía dân chủ cho rằng khi ban bố tình trạng khẩn trương rồi lấy tiền được quốc hội chuẩn chi nơi khác để xây tường là Tổng thống đã lạm quyền. Với tỷ lệ phiếu 245-182, Hạ viện thông qua nghị quyết và chuyển qua Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát để thông qua. Cũng hôm thứ Ba, Phó Tổng thống Mike Pence có ăn trưa với một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa kêu gọi họ đừng ủng hộ nghị quyết, nói rằng có một cuộc khủng hoảng nguy hiểm ở biên giới nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông thành công. Thượng viện vẫn chưa xác định liệu tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp của Tổng thống Trump có hợp pháp hay không. Sau cuộc họp giữa lãnh đạo Cộng hòa với luật sư tại Bộ Tư pháp vào trưa thứ Ba ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ McConnell, lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, cho biết ông vẫn chưa đi đến kết luận liệu tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp của Tổng thống Trump để lấy ngân sách từ Bộ Quốc phòng để xây tường biên giới có hợp pháp hay không. Thượng nghị sĩ McConnell nói rằng, chúng tôi có các luật sư để thảo luận về vấn đề này và Hoa Kỳ thảo luận sâu rộng về vấn đề trong buổi họp với Phó Tổng thống Mike Pence. Trong khi đó, thì ba vị thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ hậu thuẫn nghị quyết do Đảng Dân chủ khởi xướng, bác bỏ tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp của Tổng thống, bao gồm nữ nghị sĩ Susan Collins, Lisa Murkowski và nghị sĩ Tom Tillis. Thượng nghị sĩ McConnell dự tính sẽ đưa vấn đề ra sàn Thượng viện bỏ phiếu trước khi Quốc hội nghỉ Spring Break vào giữa tháng 3. Thưa quý vị, điều trần trước Hạ viện, ông Cohen có thể khai bất lợi cho Tổng thống Trump. Cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, dự trù sẽ cho thấy những gì xảy ra phía sau hậu trường trong những năm ông qua làm việc cho ông Trump khi ra điều trần công khai trước Hạ viện vào hôm nay thứ Tư 27 tháng 2. Các tin tức thông thạo nói rằng ông Cohen sẽ đưa ra các chứng từ để cho thấy ông Trump là người kỳ thị chủng tộc, nói dối và có thể cũng đã có hành động vi phạm pháp luật. Hôm thứ Ba, người cựu luật sư cá nhân và cũng là người thân tín chuyên giải quyết các vấn đề riêng tư cho Tổng thống Trump đã đến tòa nhà Quốc hội để bắt đầu các cuộc điều trần kéo dài trong 3 ngày, khởi sự với cuộc điều trần kín trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Công chúng sẽ phải đợi đến ngày thứ Tư để nghe ông điều trần công khai trước Ủy ban Thanh tra và Cải cách Hạ viện. Sang đến ngày thứ Năm, ông Cohen sẽ lại có cuộc điều trần kín trước Ủy ban Tình báo Hạ viện. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện ông Richard Burr thuộc Đảng Cộng hòa nói rằng các thượng nghị sĩ sẽ để cho các phụ tá của họ đặt câu hỏi cho ông Cohen, nhưng sẽ ở trong phòng để quan sát. Ông Burr cũng nói rằng ông Cohen sẽ bị hỏi về nhiều vấn đề và không có đề tài nào bị coi là cấm kỵ. Luật sư đoàn New York tước bằng hành nghề luật sư của ông Michael Cohen. Cựu luật sư tư của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, bị tước bằng luật sư và có thể không được hành nghề luật nữa. Bộ tài liệu do Hội đồng Kỷ luật Luật sư thuộc Luật sư đoàn New York đệ lên trong đó ghi rõ lý do tại sao ông Cohen không nên được phép hành nghề luật ở tiểu bang New York. Vào cuối giờ chiều thứ Ba đã được chính thức lưu vào hồ sơ. Trong hồ sơ tòa, hội đồng cho rằng bằng luật của Michael Cohen tự động bị thu hồi vì ông bị truy tố theo Điều 18 USC và Điều 1001 quy định về tội khai man trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Cohen vào tháng 8 năm 2018 nhận 8 tội danh trước tòa liên bang. Đến tháng 11 năm 2018, ông nhận tội khai man trước Quốc hội. Ông bị tước quyền hành nghề luật sư do tội này. Ông Michael Cohen, 52 tuổi, đã bị tuyên án 3 năm tù giam và sẽ bắt đầu thụ án vào tháng 5. Vào thứ Ba, ông Cohen ra điều trần kín trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Theo các nguồn tin, cựu luật sư tư của Tổng thống trong phiên điều trần đã xin lỗi trước Quốc hội. Michael Cohen sẽ tiếp tục điều trần trong 2 ngày sắp tới đây. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay giảm 59.89 điểm, nhưng lại ở mức là 25.998.09 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 0.75 điểm, nhưng lại ở mức là 7.555 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 2.39 điểm, nhưng lại ở mức là 2.791.53 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 2.69%. Đồng thời, giá dầu thô trên ngày hôm nay là 56 đồng 97 cent cho một thùng dầu thô, đã tăng 0.04 cent cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.321.20 cent cho một ounce, đã tăng 0.05 cent cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.910.000 đồng một lượng, bán ra là 37.030.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.240 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ cũng như là chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam, đời sống và giải trí.